Liên quan đến việc Lan Ngọc bị vướng tin đồn có clip nóng, dù cô đã lên tiếng khẳng định mình không phải nhân vật trong clip. Mới đây, đạo diễn Trần Nguyễn Bảo Nhân đã có bài đăng khá dài, thể hiện sự bức xúc trước những nghi ngờ cho rằng đây là chiêu trò PR của ekip phim Gái Già Lắm Chiêu Vi. Đạo diễn Bảo Nhân viết, dù đang rất bận rộn với premiere cả ngày từ sáng đến khuya, nhưng cảm giác ấm ức khó chịu cho ekip lẫn cho Lan Ngọc khiến tôi phải viết vài lời. Danh dự, nhân phẩm của một người con gái thì dù cả 100 tỷ cũng không đánh đổi được. Nhất là khi Ngọc là người của công chúng, là người em gái chúng tôi luôn yêu thương và hết mực bảo vệ. Với tôi, phim ảnh chỉ là một phần chứ không phải là tất cả. Tôi không vì một dự án của mình mà làm những việc mất nhân tính. Riêng Lan Ngọc chẳng tham gia vai lớn trong phim mà có phần after credit để tặng khán giả. Cô ấy rất bận rộn, vẫn thu xếp tham gia để giúp chúng tôi mà không đòi một đồng cát xê. Dùng nhân phẩm nữ diễn viên, nhất là những tin đồn scandal clip nóng làm mất nhân tính nếu chỉ để PR cho một dự án. Vì dù cho là clip fake thì nó cũng là nỗi ám ảnh của nghệ sĩ nữ để cả cuộc đời và thậm chí nhãn hàng hay đối tác cũng sẽ phiền hà. Đạo diễn Bảo Nhân cũng khẳng định Lan Ngọc và Gái Già Lắm Chiêu Vi đều oan khi một số cư dân mạng cho rằng đây là chiêu trò PR. Anh cho biết từ ngày đầu xây dựng vũ trụ Gái Già thì ekip đã hướng đến hình ảnh sang, sạch. Nam đạo diễn khẳng định, chúng tôi đã đầu tư để mang đến cho khán giả những chiêu PR độc đáo và văn minh, sáng tạo cùng dàn diễn viên, nghệ sĩ lớn. Những chiêu trò PR bẩn, cố tạo scandal không phải là cách làm của Bảo Nhân và Nam Sito. Với tất cả các nghệ sĩ đến với Gái Già Lắm Chiêu Vi, chúng tôi luôn dùng tâm huyết lột xác cho diễn viên, chứ chưa từng làm vấy bẩn họ. Xin đừng gắn ghép và bôi bẩn hành trình của chúng tôi bằng những suy nghĩ tiêu cực và vô lý. Xin cảm ơn. Được biết, hôm nay, 3 tháng 3 năm 2021, bộ phim Gái Già Lắm Chiêu Vi sẽ có buổi chiếu ra mắt giới truyền thông trước khi chính thức ra rạp vào ngày 12 tháng 3 năm 2021, sau thời gian phải hoãn chiếu vì dịch Covid-19. Vai chính trong phim sẽ do Katie Nguyễn thủ vai. Ngoài ra, ekip hé lộ Ninh Dương Lan Ngọc cũng sẽ xuất hiện trở lại với vai trò đặc biệt. Đáng nói, chỉ một ngày sau khi xác nhận sự trở lại của Miss Q trong phim, mạng xã hội lại rộ lên tin đồn Lan Ngọc lộ clip nóng xuất phát từ một trang web đen. Ngay sau đó, chính Lan Ngọc đã lên tiếng khẳng định mình không phải là cô gái trong clip và cho biết sự việc này là cú sốc lớn trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của cô. Nhiều nghệ sĩ như Trấn Thành, Xuân Lan, Tường Vi, Khali cũng đã dành lời động viên cho Lan Ngọc giữa tâm bão.